Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, cùng với việc thành lập các trạm y tế lưu động để hỗ trợ kịp thời cho các F0, thì nhân lực tại các trạm y tế lưu động này là bài toán đặt ra khi lực lượng y tế cơ sở đang chịu nhiều áp lực. Chính vì vậy, phát huy tinh thần xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ, hàng trăm bạn đoàn viên thanh niên đã tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các trạm y tế lưu động, qua đó góp phần đắc lực kịp thời cho công tác thống kê điều trị F0 tại nhà. Tại trạm y tế lưu động phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, trung bình mỗi ngày, các tình nguyện viên tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi liên tục của người dân liên quan đến việc lấy mẫu, khai báo y tế, cập nhật thông tin các ca mắc mới, tư vấn các biện pháp điều trị F0 tại nhà. Em tham gia từ lúc mà trước Tết là tầm 24-25 và đến bây giờ là sau Tết. Em cảm thấy là công việc này thì rất là ý nghĩa, bởi vì là bây giờ là đa số là F0 cách ly tại nhà. Nên ở đây thì em làm những công việc như là gọi điện thoại, tư vấn cho F0, ví dụ như là sốt, ho như thế nào. Hoặc là lâu lâu là có những trường hợp chuyển, thì tụi em sẽ giúp đỡ bác sĩ chuyển viện. Trước số ca mắc mới liên tục tăng nhanh, hiện trên địa bàn quận Liên Chiểu đã và đang duy trì hoạt động của 12 trạm y tế lưu động như thế này. Bên cạnh các nhân viên y tế từ quận, phường được điều động tăng cường về các trạm lưu động, quận đoàn Liên Chiểu cũng phân bổ lực lượng tình nguyện viên từ 2 đến 3 bàn tại mỗi trạm, nhằm hỗ trợ, giảm tải bớt áp lực cho lực lượng y tế cơ sở. Ở những địa bàn có số ca F0 cao, các tình nguyện viên sắp xếp trực luân phiên 24/24 giờ tại các trạm y tế lưu động nhằm đảm bảo tiếp nhận kịp thời mọi thông tin cần hỗ trợ của người dân. Thông qua hoạt động này thì về phía quận đoàn Liên Chiểu cũng như các thanh niên trên địa bàn quận thì muốn phát huy được cái vai trò xung kích tình nguyện của các bạn tình nguyện viên, góp phần đảm bảo tình hình phòng chống dịch trên địa bàn quận. Về khó khăn thì trước Tết thì các bạn học sinh, các bạn sinh viên được nghỉ học, cho nên là công tác hỗ trợ các trạm y tế lưu động thì rất là đơn giản. Tuy nhiên thì sau dịp nghỉ Tết thì các bạn phải trở lại trường. Vì vậy về phía quận đoàn của chúng tôi cũng gặp một ít khó khăn. Trong cái quá trình mà làm việc ở đây thì có các bạn tình nguyện viên ở đây thì cũng góp phần làm cho cái mức độ mà làm việc của anh em y tế nó giảm bớt lại. Các bạn hỗ trợ cho anh em rất là nhiều, làm giảm cái áp lực làm việc của anh em rất là nhiều. Năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm. Có thể nói, những ao xanh thanh niên tại các trạm y tế lưu động đã và đang đem lại nguồn hỗ trợ động viên, chia sẻ áp lực cho các tuyến đầu chống dịch, góp phần hiệu quả chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.